quý vị chưa thấy vỗ tay gì hết trơn. Chúc mừng đẹp trai quá. Chúc mừng quý vị nhà Phật cho lần cuối cùng là Lê Nguyên Vương. Bài này tôi cũng mời nhà tôi mặc lên. Mời Hoàng Yến. Sao anh trưởng nhanh. Cái sống chết có nhà cô ơi. Dạ, nếu mà không hay thì cũng vỗ tay để lên tinh thần nha. Có lần sau không dám hát nữa. Nhưng mà hay hay là không có nhờ cái ông nhạc sĩ này nào. Mình vỗ tay thật lớn cho chúng ta tất cả mọi người. Hoàng Yến cũng có quên không chúc tất cả các anh chị em được mọi sự an lành và hạnh phúc, nhất là được nhiều sức khỏe.
xin anh nhiều nha. Cảm ơn anh.